Xin chào các bạn hôm nay trên bàn của mình là một sản phẩm đến từ nhà Lacoste các bạn ha Đây là mẫu một cặp đồng hồ các bạn đây rất là đẹp một cặp đồng hồ của Lacoste cái của nữ thì màu hồng các bạn ha cái của nam thì màu xanh nước biển mình đã sẽ lấy nó ra đây. Bạn chờ mình xíu ha tại vì cái này là hộp cặp á, nên mình lấy ra nó hơi khó rồi đây bên trong cái hộp chỉ có cái sách hướng dẫn của la thôi các bạn nhé và đây trên tay mình đang là cặp đồng hồ đến từ nhà la Cote, một thiết kế rất là đơn giản nhưng mà đậm chất thể thao các bạn ha nữ thì màu hồng nam thì màu xanh nước biển này nữ thì có model là đây các bạn Đây nó để xét luôn các bạn ha. 0270008 này. 201098. Xẹt đó rất là rất là nhiều ha. Đây đây là mẫu của nữ màu hồng. Dây silicone, đậm chất thể thao của nhà Lacoste các bạn ha. Đó, rất đậm chất thể thao. Cái áo phông rất là quen thuộc của Lacoste các bạn. Đó, dây màu hồng, dây silicone màu hồng có chữ lacoste rất là đẹp rồi đây là mẫu màu hồng ha thiết kế rất đơn giản các bạn cái mẫu đồng hồ thể thao của các hãng như là puma hay lacoste nó chỉ có cái giờ phút giây cái logo của hãng hết đó tiếp theo đây là cái mẫu của nam các bạn ha nam cũng màu xanh nước biển dây silicon rất là nhẹ các bạn đây thông số của nó thì mình sẽ để ở bên đây. phần mô tả các bạn nhé đó dây silicon rất là nhẹ cầm vô rất là nhẹ ha và khi lên tay nó sẽ là như vậy đó một con cá sấu rất là quen thuộc ha Đấy. đó nó hồng rất đẹp rất cô tè một cặp luôn các bạn ha cái này này các bạn nam nữ đang yêu nhau mua đeo rất là đẹp rất là thể thao đó Đấy. À, bên mình thì bán các sản phẩm đồng hồ nước hoa mỹ phẩm chính hãng các bạn có nhu cầu có thể liên hệ với mình theo số điện thoại zalo mình để ở đầu video hoặc là subscribe kênh của mình để mình tiếp tục gửi đến các bạn trên tay những cái mẫu đồng hồ nước hoa mỹ phẩm chính hãng như vậy để các bạn có những cái nhìn đầu tiên về các sản phẩm mà các bạn muốn mua trước khi các bạn ra quyết định mua mình xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn xin chào tạm biệt ạ